Vivo XR là một sự nâng cấp đáng giá, rất rất đáng giá so với phiên bản đời trước. Nếu như ở phiên bản cũ chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ và nó có thể nhắc bạn tập luyện thể thao, thì giờ đây, ở thế hệ mới này, bạn có thể làm được nhiều thứ hơn. Nó tiệm cận hơn với một chiếc đồng hồ thông minh để theo dõi sức khỏe mà lại nằm trong một thân hình của một chiếc đồng hồ cơ bản, sang trọng và lịch lãm. Về cơ bản, Vivo XR phiên bản Black Rose Gold là sự bổ sung trọn vẹn cho bộ sưu tập của Garmin. Ngoài các tính năng với thường thấy trong việc theo dõi sức khỏe của người dùng như là theo dõi bước đi, bước chạy hay là giấc ngủ, Vivo XR còn được bổ sung thêm cảm biến nhịp tim. Đây cũng không phải là một tính năng mới, tuy nhiên, cái hay của Garmin là làm cho bộ cảm biến nhịp tim Garmin Elevate Heart Rate Sensor hoạt động không có gì phải bàn cãi. Độ chính xác cao, nhưng thiết kế của đồng hồ vẫn mỏng nhẹ, chứ không lồi lên như một số những đời cảm biến trước hay một số sản phẩm khác. Vẫn có kim như đời trước, vẫn đẹp một cách nhẹ nhàng và mềm mại. Nhưng nhờ vào việc có thêm một màn hình OLED cảm ứng, màn hình này sẽ cho độ sáng rất cao để bạn có thể dễ dàng quan sát cả trong nhà lẫn ngoài trời. Những chiếc Vivo XR Sport bán tại Việt Nam sẽ hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, bao gồm cái giao diện sử dụng tiếng Việt để người dùng không cảm thấy băn khoăn khi sử dụng. Giá bán của Vivo XR Sport phiên bản Black Rose Gold sẽ là 5.390.000 đồng, bao gồm 10% VAT và hưởng chế độ bảo hành 12 tháng chính hãng của Garmin. Và thông tin chi tiết khác về Garmin Vivo XR phiên bản Black Rose Gold, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên website mình.vn. Mình là Tuấn Ngang, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video công nghệ lần sau.